Vâng, chúng ta đi tiếp các anh chị em nhé. Chúng ta sẽ xem thêm một ví dụ nữa cho cái phần quan sát này. Tôi nhắc lại là quan sát kỹ, quan sát đầy đủ là rất quan trọng. Nó giống như cái nền tảng vậy, để cho chúng ta có thể giải nghĩa đúng, có thể hiểu đúng. Và hiểu đúng thì mới dẫn đến thực hành đúng, áp dụng đúng được. Cho nên nền tảng của mọi điều đó là cái khâu quan sát này. Cho nên chúng ta nhiều khi phải quan sát rất kỹ lưỡng là như thế. Và xin Chúa mở mắt cho chúng con để chúng con nhìn thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Bây giờ chúng ta hôm nay tôi vẫn chưa trình bày về cái phần giải nghĩa của cái Luca chương 15 đâu nhá. Mới chỉ chủ yếu nhấn mạnh là cái quan sát nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chân cách hiểu của chúng ta. Thế còn bây giờ chúng ta làm thêm một cái ví dụ nữa. Thực ra tất cả những cái khái niệm này nói lý thuyết thì nó cũng nhanh thôi, nó cũng không quá lâu đâu, nhưng mà thực sự để hình thành một cái kỹ năng, hình thành một cái thói quen trong chúng ta đối với việc quan sát, giải nghĩa và áp dụng kinh thánh đó, nó cũng đòi hỏi chúng ta phải làm đi làm lại nhiều lần. Và cũng chẳng ai dám nói rằng mình đã hoàn hảo trong việc này. Tôi cũng thấy rất nhiều lúc tôi thiếu sót, nhiều khi giảng xong rồi mới thấy ôi mình giảng sai mất rồi. Tức là nhìn chung thì tất nhiên nếu mà có một cái nền tảng giáo lý tốt á, thì nó cũng không đến nỗi là giảng tà giáo. Nhưng mà rõ ràng là có những lúc tôi nhìn lại thấy rằng tôi giảng cái phần đó, chẳng hạn như giảng cái đoạn đó mà Phaolô nói, chắc chắn là lúc mà lên trên kia gặp Phaolô là phải xin lỗi cụ là cháu đã nói nhầm, cháu giải nghĩa nhầm cái ý của cụ. Bởi vì mình đã không chịu lắng nghe, không chịu quan sát cho kỹ lưỡng những gì mà người viết Kinh Thánh đã viết rằng. Cho nên bây giờ chúng ta làm thử một ví dụ thứ hai nhé. Ví dụ thứ hai như sau. Đó là đọc Mark chương 1 từ câu 32 đến câu 39. Và để ý những cái từ có nói về thời gian trong câu chuyện này. Và theo các bạn thì việc để ý đến thời gian được thuật lại trong câu chuyện này có giúp chúng ta nhận ra cái điều gì đó mà trước đây không nhận ra không? Hãy xem trong sách Mark chương 1 từ câu 32 đến câu 39. Và đầu tiên hãy liệt kê tất cả những cái từ có chỉ đến thời gian nào trong sách Mác nào. À, từ câu 32 đến câu 39 nào. Chúng ta có 2 phút suy nghĩ nhé. 2 phút quan sát thì đúng hơn. Phần này nghĩ ít thôi, nhìn là chính. Ai có thể cho biết liệt kê ra những cái từ mà có chỉ về thời gian trong cái phân đoạn Kinh Thánh này được không? Bốn từ mục sư ạ. Vâng, xin mời liệt kê ạ. Thứ nhất đó là đến chiều ạ. Và thứ hai đó là mặt trời đã lặn ạ. Thứ ba đó là Wow. sáng hôm sau ạ. Và thứ tư đó là trời còn mờ mờ ạ. Rồi. Có ai muốn bổ sung gì không? Cảm ơn bạn. Đã đầy đủ hết chưa ạ?
Rồi. Chiều tối khi mặt trời vừa lặn. Sáng hôm sau, câu 35 đó, khi trời vẫn còn tối hay là trời còn mờ mờ, sáng hôm sau, đúng không? Rồi. Vậy thì cái việc đặt câu hỏi này nữa đó. Tại sao người ta lại đem tất cả những người bệnh câu 32, tại sao người ta lại đem tất chiều tối khi mặt trời vừa lặn, sao Mác lại phải thêm cái chi tiết này vào đây làm gì? Mác muốn nói gì khi thêm cái chi tiết này vào đây? Theo anh chị em thì vì sao Hello. mà ở đây lại có câu nói là gì? Câu bệnh và bị quỷ ám đến với Chúa Giêsu. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại mặt trời vừa lặn? Coi có câu trả lời không? Theo em nghĩ thì thưa một sự theo em nghĩ thì tác giả Mark đây muốn chia chia hai cái rõ ràng ạ. Ở câu 32 chiều tối khi mặt trời vừa lặn, đó là cái mà khi mà mặt trời vừa lặn thì bắt đầu là chiều tối xuống rồi đúng không ạ? Thì chiều tối xuống rồi đấy cũng là bắt đầu cái thế giới tối tăm theo em nghĩ, và những cái ma quỷ ám và người bệnh tật là bắt đầu lúc đấy là nó sẽ hoành hành. Và câu 35 có nói rằng là khi trời vừa sáng, sáng hôm sau khi trời hãy còn mờ mờ tối thì Ngài đã thức dậy rồi và bước ra ngoài đi nơi thanh vắng để cầu nguyện. Thì bắt đầu sáng ra nó cái buổi sáng cái trời mờ mờ tối thì đấy là cái mà bắt đầu một ngày mới nó tinh khiết. Thì theo em nghĩ nó là như vậy. Theo cá nhân em ạ. Cảm ơn em đã chia sẻ. Em là ai đấy nhỉ? Dạ Trong em cái là màn hình không trưởng có rõ cô là ai. Thu ạ. Tuấn Anh ạ, trưởng con cô Thu ạ. À Tuấn Anh nhỉ? Bà Dạ trông con trông cô giống Thu. Tuấn Anh quá mà sao thấy tên khác. Dạ vâng. Chúa ban phước cho em, cảm ơn Chúa. Ừ rồi, cảm ơn anh không? Có ai đồng ý hoặc là khác ý gì? Xin mời. Mục sư ơi, ở đây là vì là buổi sáng thì Chúa Giêsu đã giảng ở trong nhà hội rồi ạ, cho nên là buổi chiều về thì mọi người mới mang đến, mà hình như là lúc ấy người ta bắt bớ Chúa Giêsu là ngày Sa-bát là không chữa bệnh như gì đó, cho nên là đến chiều tối thì mặt trời lặn thì mọi người mang tất cả các người bệnh đến cho Chúa Giêsu chữa. Tức là chị có đồng ý với Tuấn Anh không, còn không đồng ý ở cái điểm nào? Tuấn Anh thì nói rằng là sợ buổi tối là có uế linh ác linh thì nói chung là nếu mà bệnh tật thì buổi tối thì tất nhiên là nó cũng mạnh hơn rồi, nhưng mà cái ở trong cái trong đi trong cái này thì nói là như thế. Khi mà Chúa Giêsu ở nhà hội ra thì bắt đầu đi vào nhà để chữa bệnh cho bà gia Simôn với các thứ, tại vì là ban ngày thì Chúa đi giảng rồi. Chỗ nào nói là ban ngày Chúa đi giảng rồi chị Yến? À, bên trên ở trên đoạn trên ạ. Ngài vừa ra khỏi nhà hội. Còn thì buồn bên dưới thì Chúa nói là Chúa đi khắp các thành các làng đấy. Vì sao mà người ta lại đưa người bệnh với người bị quỷ ám đến đây ở trong câu 32 này? Câu 32. Vì sao họ đưa đến và vì sao họ đưa đến vào lúc này, lúc chiều tối, lúc mặt trời lặn? Chiều tối chắc là ban ngày và ngày Sa-bát thì bị bắt bớ, thì là buổi tối thì là cái ngày buổi tối thì là hết người Do Thái là buổi tối là tính sang ngày khác hay như nào đấy, là hết ngày Sa-bát thì người ta mới không bị bắt bớ, thì Chúa người ta mang đến cho Chúa chữa. Mình cứ lắm ở Kinh Thánh đang viết gì thôi để mình bám thôi. Đang bám đấy. Chúng ta đang cố gắng để bám Kinh Thánh đây. Rồi thực ra thì Tuấn Anh em đang thực ra là em đang sang giải nghĩa đấy chứ. Em đang giải nghĩa là buổi sáng, à buổi tối thì có các cái linh hoạt động mạnh hơn đúng không? Còn cái câu ở sau buổi sáng thì là
ngụ ý là ánh sáng mạnh mẽ hơn phải không? Đấy là em đang sang giải nghĩa đấy. Dạ. Ừ, đấy là em đang sang giải nghĩa. Rồi, à, nhưng mà ở cái chỗ này là chúng ta đang muốn muốn dừng ở cái phần quan sát nhiều hơn. À. Thế và cái phần giải nghĩa mà giải nghĩa theo kiểu của Tuấn Anh nhé, à, nó cũng có một cái trường phái giải nghĩa như vậy. Đó là giải nghĩa theo nghĩa hình bóng. Ngày mai tôi sẽ còn nói thêm về điều này. À, và ngày mai sẽ còn nói kỹ hơn về cái điều này. Nhưng mà được rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần cái khâu quan sát của chúng ta đó. À, chị Yến vừa nói rằng là chiều tối khi mặt trời vừa lặn, à, người ta đã đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến. À, vâng, à, thực ra khi mà xét một cái đoạn trong ngữ cảnh thì đúng là một cái thói quen rất tốt là chúng ta biết đọc trước đọc sau. Ngày mai lại một lần nữa, lại ngày mai sẽ nói kỹ hơn về đoạn này nữa, là phải biết đọc trước đọc sau. Và nếu mà chúng ta đọc trước thì đúng là chúng ta thấy rằng buổi sáng ngày hôm đó Chúa giảng ở đâu nhỉ? Capernaum ạ. Vâng, và cụ thể là giảng ở điểm nào ở Capernaum? À... từ câu 21 chúng ta thấy đó. À. Đức Giêsu cùng các môn đồ đến thành Capernaum nhằm ngày gì? Sa-bát. Ngài liền vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy. Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài. Thế và sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tôi đọc lướt để cho nó tiết kiệm thời gian. Là một người bị quỷ ám đúng không? Và quỷ đã bộc lộ đúng không nào? Và quỷ đã nói ra. Và Chúa đã làm gì? Chúa ra lệnh. Im ngay và hãy ra khỏi người này. Câu 25. Thế và sau đó thì uế linh vật người ấy thét tiếng ra khỏi. Câu 27. Mọi người đều kinh ngạc. Đúng không? Và câu 28 dẫn tới cái gì nhỉ? Danh tiếng của Chúa lập tức lan truyền ra. Và câu 32. Đặc biệt bởi vì danh Chúa lan truyền ra rồi mà người ta biết Chúa có khả năng làm như vậy. Trên câu 32. Mới nói rằng người ta đem tất cả những người bệnh và người bị quỷ ám đến cùng với Chúa Giêsu. Và tại sao thì lại chiều tối vừa mặt trời vừa lặn? Thì chị Yến đã nói đúng rồi đó. Đại nhân chiều tối, tại vì ngày hôm đó là ngày thứ mấy? Ngày Sa-bát. Và luật của người Do Thái thì ngày Sa-bát là không được làm việc. Đúng không? Và có chỗ nói rằng gì? Thậm chí là người Pharisee còn cho rằng ngày Sa-bát không được phép chữa bệnh nữa. Người dân ở đây người ta đã làm gì ạ? Đã đợi hết cái ngày Sa-bát. Hết ngày Sa-bát. Tại vì một lần nữa đúng là ở đây cũng là cần phải biết bối cảnh. Đó cho nên là đôi khi để quan sát và để quan sát đúng và sau này nữa đặc biệt để giải nghĩa đúng, nhiều khi chúng ta cũng cần phải biết cả cái bối cảnh của thời đó, văn hóa thời đó là như vậy. Đúng không? Bối cảnh của thời đó, bối cảnh của cái người đó, văn hóa cái thời đó. Thế và cụ thể trong đây bối cảnh thời đó là đây rõ ràng thế nhiên đây là chuyện xảy ra ở người phòng như sen. Thế và chúng ta cũng đều biết nữa trong Sáng Thế Ký nói là vậy có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ nhất, cho nên là ngày của người Do Thái bắt đầu từ buổi chiều trước, từ lúc 6 giờ tối đó. Sau đó mới là tính buổi sáng, người ta tính cái ngày vậy. Cho nên khi mà mặt trời đã lặn rồi có nghĩa là bắt đầu sang một ngày mới rồi và người ta có thể đưa người bệnh, đưa người quỷ ám đến đây. Đúng không? Thế và sau đó chúng ta biết rồi Chúa ngài làm gì? Ngài chữa lành người đau yếu, ngài chữa, ngài đuổi quỷ các thứ vân vân. Thế sau đó Mark lại nói đến câu gì? Câu 35 là sáng ngày hôm sau khi trời vẫn còn tối, ngài đã thức dậy bước ra đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon cùng các đồng bọn đi tìm ngài. Khi đã gặp được ngài, họ thưa mọi người đang tìm thầy. Thế anh em có thể đặt ra câu hỏi là tại sao Simon lại phải đi tìm Chúa? Trong lúc mà chúng ta quan sát thì chúng ta càng đặt giống như là đặt mình vào trong cái bối cảnh này hả? Và đặt ra nhiều câu hỏi. Câu hỏi chưa phải để giải nghĩa vội, nhưng mà câu hỏi để gì? Là tại sao cái chuyện như vậy xảy ra và cố gắng hiểu một cách khách quan cái điều mà đang được viết tới ở đây. Theo anh chị em thì vì sao Simon lại phải đi tìm ngài?
thấy đông mà có thể là chưa tin tưởng vào cái sự chữa lành của mình, môn đồ của mình với tất cả mọi người, cho nên phải trông cậy Chúa. Có đúng là có người đến, có đoàn người đông đến để đi tìm Chúa không? Có đúng không ạ? Dạ không có. Không phải phỏng đoán mà là thông tin chính xác ạ. Có đúng chính xác là đã có rất nhiều người đến tìm Chúa không? Câu 37 đấy. Mọi người đang đi tìm thầy thì rõ ràng là có nhiều người đang đến và tìm Chúa Giêsu, nhưng mà họ gặp ai? Họ đến nơi á thì họ gặp ai ạ? Gặp Chúa Giêsu, gặp Phi-rơ. Gặp Simon Phi-rơ. Đúng rồi, mới có gặp Simon Phi-rơ thôi, nhưng mà họ gặp Simon Phi-rơ thì họ hỏi về ai? Hỏi về Chúa Giêsu. Chắc chắn rồi, đây đang là suy luận một cách khách quan nhé, chưa có giải nghĩa. Hỏi về Chúa Giêsu. Thế và Phi-rơ lúc bây giờ mới làm sao nhỉ? Đi tìm thầy. Đúng rồi, mới đi tìm Chúa Giêsu. Thế như vậy là Mark đang vẽ chúng ta một cái khung cảnh như thế nào ạ? Thật cho chúng ta, ghi cho chúng ta những yếu tố về thời gian. Là hôm trước á, Chúa Giêsu đợi đến lúc sau 6 giờ, tức là từ lúc mặt trời lặn rồi, thì rất đông người đã đến, người bệnh, người quỷ ám đến, và Chúa Giêsu đã chữa bệnh, đuổi quỷ cho họ. Chắc chắn là cũng sẽ mất một thời gian nhất định, đúng không? Và sau đó thì Chúa các môn đồ hẳn rồi thì đi nghỉ như buổi sáng hôm sau, lúc mà trời vẫn còn đang tờ mờ thôi, thì Chúa đã dậy để đi làm gì ạ? Để đi cầu nguyện rồi. Trình bày lại cái khung cảnh nhé. Thì là sau đó thì người ta mới, chuyện xảy ra ngày hôm trước mà, tin đồn càng ngày càng lan ra rồi, nhiều người ta đưa người bệnh, đưa người bị quỷ ám đến để gặp Chúa, để nhờ Chúa chữa lành bệnh, đuổi quỷ. Nhưng có gặp không? Không, chỉ thấy Phi-rơ thôi. Lúc bây giờ Phi-rơ mới làm sao? Chúng ta có thể, trong trường hợp chỗ này thì chúng ta có thể phỏng đoán mà không quá bị sai lầm, đó là hẳn là Phi-rơ vẫn còn đang ngủ, đúng không? Nhưng mà được các môn đồ đến, được người ta đến, và Phi-rơ lúc bây giờ mới dậy và đi gì nhỉ? Không nhìn thấy Chúa Giêsu đâu, và mới đi làm gì? Đi tìm Chúa Giêsu. Tìm được rồi thì mới nói rằng là hết thảy mọi người đều đang đi tìm thầy, đúng không ạ? Như vậy là cái phải có yếu tố gì đó mà Mark nhấn mạnh đến khi mà nêu ra cái yếu tố thời gian như thế này, đúng không ạ? Và anh em cứ thử suy nghĩ đi nhé, là vì sao Mark lại thuật lại cái yếu tố về thời gian như thế, và cái đó nó sẽ tác động trên cái phần giải nghĩa của chúng ta. Và tôi cũng vẫn dừng người ta tại ở đây, tại vì cái khâu quan sát. Anh chị em cứ suy ngẫm tiếp ngày hôm nay nhé, và xem là như vậy thì cái đoạn kinh thánh này Mark đang muốn trình bày về điều gì qua đoạn kinh thánh này. Kinh thánh chúng ta tin rằng là lời được thần cảm của Chúa, được Chúa soi dẫn, và những người viết kinh thánh là còn được Chúa thần cảm nữa, cho nên các mọi điều trong kinh thánh đều là nhằm mục đích, đều có một cái mục đích gì đó mới được đặt trong đó, đúng không? Cho nên cái việc mà quan sát kỹ lưỡng kinh thánh là rất quan trọng để chúng ta hiểu được cái thông điệp mà Chúa qua người viết muốn truyền lại, trước hết là cho những đối tượng người đọc lúc bấy giờ, và sau đó là ra nguyên tắc áp dụng và cho chúng ta ngày nay. Cho nhắc lại, cái khâu quan sát đó là một cái nền tảng rất quan trọng để dẫn đến cái việc chúng ta có thể giải nghĩa một cách đúng. Để giải nghĩa đúng cần phải quan sát đủ. Cần phải quan sát đủ. Và nhắc lại một lần nữa, đó là trong khâu quan sát này chưa vội đưa sang giải nghĩa, mà mới chủ yếu là cứ nhìn trên bề mặt câu từ cái thứ thôi. Nhưng đồng thời tất nhiên cũng như là đặt mình vào trong cái vị trí đó để đặt ra câu hỏi là có cái chuyện gì được nói tới, ai được nói tới ở đây, ai viết cho ai, trong thời gian và hoàn cảnh như thế nào, chuyện gì đang xảy ra, có cái gì được lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi mà cái gì đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, yếu tố thời gian trong sách Mark chẳng hạn, trong cái đoạn vừa rồi đó, được nhắc đi nhắc lại đến yếu tố thời gian như vậy đó, thì hẳn là vì sao như vậy? Có lý do gì khiến cho Mark lại nhắc tới yếu tố thời gian khi mà kể lại cái câu chuyện đó? Đúng không? Đấy thì trong cái khâu quan sát chúng ta trả lời cho những câu hỏi như vậy. Sau quan sát đúng rồi thì chúng ta sẽ sang cái bước giải nghĩa. Tức là nói như vậy có nghĩa là gì? Đoạn kinh thánh nó nói như vậy có nghĩa là gì? Thì phải nói thế này, như chúng ta đã nói trong hôm nay rồi, kinh thánh là cuốn sách vừa cổ xưa nhưng mà vừa hợp thời hiện đại. Vẫn là kinh thánh, vẫn là dành cho chúng ta ngày nay.
nhưng mà không thể phủ nhận là Kinh Thánh được viết cách chúng ta cả nghìn năm. Sách Phục Truyền chẳng hạn viết trước Chúa Giêsu là 1.500 năm, cho nên nó là một cuốn sách cổ đối với Chúa Giêsu. Nhưng mà đây cũng là cuốn sách mà Chúa Giêsu đã trích dẫn từ sách Kinh Thánh, từ sách Phục Truyền này để chống lại những sự cám dỗ của ma quỷ. Cho nên Kinh Thánh là cuốn sách vừa cổ xưa nhưng mà lại vừa thích hợp với mọi thời đại. Và mặc dù Kinh Thánh thích hợp với mọi thời đại, nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận là thế giới của Kinh Thánh, văn hóa và ngôn ngữ của Kinh Thánh khác rất nhiều so với thế giới của chúng ta ngày nay. Nhưng mặc dù vậy, Kinh Thánh vẫn là lời Chúa phán với chúng ta ngày nay. Và như chúng ta đã nói trong cái tiết đầu tiên, mục tiêu của cái phần giải nghĩa là rút ra những nguyên tắc bất biến không phụ thuộc vào văn hóa và thời đại. Tức là không phụ thuộc vào là văn hóa và thời đại nữa. Cho nên là cái này, cái nguyên tắc này sẽ có thể áp dụng cho mọi thời đại, trong đó có thời đại của chúng ta ngày nay. Cho nên trong cái khâu giải nghĩa một lần nữa lại dùng cái hình ảnh cây cầu nó giống như thế này. Làng xưa là cái làng của Kinh Thánh đó, cái thế giới của Kinh Thánh thời xưa. Có cụ Abraham, có vua David, có Trung Đông, có Ai Cập, có các thứ ở đây. Chúng ta lọt vào đây thì rất là lạ lắm, đúng không? Thế nhưng mà ngày xưa thì vẫn là Đức Chúa Trời đó, và cũng vẫn là con người thôi, với những cái đặc tính cố hữu của con người. Nhưng mà trong một cái văn hóa khác, ngôn ngữ khác, thời gian khác. Còn để mà giải nghĩa có nghĩa là chúng ta lại phải rút ra được cái điều mà đúng với chúng ta thời nay hay là làng nay chúng ta đây. Và một lần nữa đó, có cái con cầu, có cái cây cầu được bắc qua cái sự khác biệt giữa thời gian, không gian của ngày xưa với ngày nay. Ngày xưa với ngày nay, cái con sông này này chính là những cái sự khác biệt đó của cái thế giới của Kinh Thánh với thế giới của chúng ta ngày nay. Nhưng mà cái nguyên tắc bất biến mà là chúng ta rút ra được ấy, nó giống như là cái con cầu này, nó nối chung cả làng xưa với lại làng nay. Và có một cái để giúp đỡ cho chúng ta trong cái việc giải nghĩa tốt Kinh Thánh, đó là thực ra đó chính là Kinh Thánh, chính là những sự dạy dỗ của Kinh Thánh sẽ giúp cho chúng ta hiểu được Kinh Thánh. Bên cạnh cái sự dạy dỗ chung đó rồi thì chúng ta có thể tận dụng đến một số yếu tố khác nữa, chẳng hạn những giáo lý chung của Hội Thánh, chẳng hạn như các sách chú giải Kinh Thánh vân vân, nó cũng góp phần soi sáng cho chúng ta thêm trong cái việc giải nghĩa Kinh Thánh. Nhưng mà quan trọng nhất để giúp cho chúng ta hiểu Kinh Thánh lại chính là cái sự dạy dỗ của chính Kinh Thánh. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng là như thế, đó là để Kinh Thánh, dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là cái phần trình bày của hôm nay của tôi không làm cho anh em mình cảm thấy nó quá choáng ngợp. Và cảm thấy là mình không thể làm được điều này. Hy vọng là như vậy nhé. Tôi, cái phần mà tôi trình bày chiều nay ấy, để nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng để chúng ta không cẩu thả trong việc đọc và giải nghĩa Kinh Thánh. Chứ còn không nhằm mục đích là để dọa dẫm và khiến cho chúng ta không còn dám đọc hoặc là không còn dám giảng Kinh Thánh nữa. Không phải như vậy. Chúng ta không cầu toàn. Tôi cũng không dám đảm bảo rằng tất cả những gì tôi nói đều là đúng cả. Nó là một cái thực tế như vậy. Nhưng mà cũng may mắn là cái điểm như thế này, là mọi tín đồ với sự trợ giúp của Đức Thánh Linh và chịu học hỏi, kế thừa những gì mà Hội Thánh 2000 năm đã trải qua, chúng ta có thể hiểu được Kinh Thánh một cách đúng đắn. Sẽ có những chỗ mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được, hiểu thấu được. Tôi phải công nhận rằng có những chỗ đến bây giờ tôi học thế cho học nữa cũng không thể hiểu hết được. Đặc biệt là những chỗ liên quan đến các tiên tri. Tức là những cái đoạn mà có tính chất tiên tri. Những đoạn như vậy. Bởi vì những cái đoạn đó, bởi vì những cái đoạn như vậy, đặc biệt những đoạn như vậy là rất cần được Chúa soi dẫn. Tại vì không bởi Chúa Thánh Linh, như Führer nói, thì không thể ai hiểu được cái lời tiên tri đã được nói ở trong đó.
Nhưng mà may mắn là có rất nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước đã được giải nghĩa bởi các sứ đồ rồi, bởi Chúa Giêsu và các sứ đồ rồi. Cho nên nhiều đoạn tiên tri trong Cựu Ước chúng ta hiểu được là nhờ sự giải nghĩa của Chúa Giêsu và của các sứ đồ. Nhưng tôi cũng phải thú nhận rằng có nhiều đoạn Kinh Thánh đến bây giờ tôi cũng không dám chắc là mình hiểu được. Và tôi đọc nhiều cái sự giải nghĩa khác nhau cũng thấy cũng có nhiều những cái quan điểm khác nhau. Và những chỗ như vậy chúng ta đừng có quá đoan chắc là mình đang hiểu đúng những chỗ như thế. Các tà giáo rất thích giải nghĩa những cái đoạn như vậy. Và nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta đừng quá đoan chắc vào những đoạn như thế. Nhưng mà nhìn chung cái sự dạy dỗ chung thì là đã được bày ra cho chúng ta một cách rất rõ ràng. Cho nên nếu như chúng ta đọc Kinh Thánh với một thái độ nghiêm túc, với sự trợ giúp của Thánh Linh, thì chúng ta có thể hiểu được Kinh Thánh. Bất kỳ tín đồ nào cũng có thể hiểu được Kinh Thánh với sự trợ giúp của Thánh Linh và Hội Thánh nói chung. Đã có thời trong lịch sử khi người ta cho rằng chỉ có một số người mới có thể hiểu được Kinh Thánh, đúng không? Chỉ những người giảng đạo mới có thể hiểu được Kinh Thánh. Cho nên để đề phòng trường hợp nhiều tà giáo xuất hiện, giáo dân không được phép tiếp cận với Kinh Thánh. Đã có thời như vậy. Mặc dù có thể mục đích ban đầu nó pha trộn, đâu đó chỉ là một số người lãnh đạo muốn giữ cái đặc quyền cho mình trong việc giải nghĩa Kinh Thánh và trở nên vô cùng thiêng liêng, đúng không? Và những người khác sẽ không thể tiếp cận được. Nhưng mà đồng thời cũng có thể có một cái mục đích cao cả nữa, là để gìn giữ Hội Thánh khỏi những cái sự tà giáo, dị giáo. Cuối cùng là cấm luôn. Và tôi nghĩ rằng đó là một thái cực không nên xa vào, được không? Nhưng mà thái cực thứ hai đó lại là gì? Lại là đọc và giải nghĩa Kinh Thánh một cách quá cầu thả thì lại cũng không tốt. Cho nên rất cần là chúng ta được cân bằng cả hai điều này. Nhưng mà tin vui là sự dạy dỗ chung của Kinh Thánh, đặc biệt những cái điều mà nó liên quan trực tiếp đến việc thực hành đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày nay đó, là Cơ Đốc nhân có thể đọc, có thể hiểu và có thể dạy lại được cho người khác. Cũng phải công nhận rằng không phải ai cũng có thể giải nghĩa giáo lý ba ngôi một cách thật là thuyết phục và dễ hiểu, đúng không? Nhưng mà nhiều những sự dạy dỗ khác của Kinh Thánh là phần lớn tín hữu chúng ta có thể đọc, có thể hiểu và có thể dạy lại được cho người khác. Tôi chỉ mong mà nếu mà anh chị em có hiểu nhầm hoặc có cảm giác nhầm thì bây giờ chỉnh lại cho đúng nhé. Bởi vì cái dụng ý của tôi chiều nay là để nhấn mạnh đến việc chúng ta không cẩu thả, nhắc nhở cho tôi và cho anh chị em không cẩu thả và quá tự tin thái quá trong cái việc giải nghĩa và giảng Kinh Thánh. Nhưng không có nghĩa là cụt hứng và không còn dám tìm hiểu và đọc và giải nghĩa và giảng Kinh Thánh nữa. Không phải. Vẫn rất cần rất nhiều những người giảng lời Chúa ngày hôm nay là những người cứ tiếp tục chuyên sâu, cứ tiếp tục tìm hiểu với một thái độ khiêm nhường. Chúa ơi, mở mắt cho con hiểu lời của Ngài, cho con quan sát đúng lời của Ngài, hiểu đúng lời của Ngài và trình bày lại lời của Ngài. Bởi vì Hội Thánh cần lời của Ngài. Amen. Yeah. Thế cho nên tôi sẽ lấy một vài ví dụ thế này. Điều khích lệ là phần đa Kinh Thánh, nhất là những mạng lệnh của Kinh Thánh là khá rõ ràng, khiến tín hữu với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh và với lối suy nghĩ lành mạnh, anh chị em nhé, với lối suy nghĩ lành mạnh. Tại rất nhiều khi chúng ta không hiểu Kinh Thánh bởi vì chúng ta hoặc là giải nghĩa Kinh Thánh sai bởi vì suy nghĩ nó không còn lành mạnh nữa. Suy nghĩ nó quá là thuộc linh, tạm gọi là như vậy đi. Nó không còn lành mạnh nữa và dẫn đến cái sự giải nghĩa và hiểu lầm Kinh Thánh. Chứ còn nhìn chung, nhất là những mạng lệnh của Kinh Thánh là khá rõ ràng, khiến tín hữu với sự giúp đỡ của Thánh Linh và suy nghĩ lành mạnh có thể nhận ra được những sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Thậm chí có người nói như này: những cái đoạn Kinh Thánh mà khiến tôi khổ nhất không phải là những đoạn Kinh Thánh mà tôi không hiểu được, mà là những đoạn Kinh Thánh mà tôi hiểu rất rõ. Anh chưa biết tại sao những đoạn đó khiến chúng ta khổ không? Tại vì hiểu rồi thì phải gì? Phải thực hành. Tôi tin rằng cái ngày mà chúng ta gặp Chúa sẽ không nói rằng là Nguyễn Ngọc An, nào, mang sách vở đến đây, con giải thích cho ta biết các bộ xương trong sách tiên tri EC trên có nghĩa là gì? Chắc là Chúa không hỏi như vậy đâu. Vâng, mà Chúa sẽ hỏi cái gì?
Chúa sẽ hỏi những cái điều răn mà chính chúng ta đã biết rất rõ. Đại mạng lệnh của ta rõ ràng đó, con có thực hiện không? Con cần phải yêu người lân cận như chính mình. Con có thực hiện không? Vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi. Cái đấy không có gì khó hiểu cả nhỉ? Đó. Thì cho nên phần đa những cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh là rõ ràng, là trực tiếp và là rõ ràng, và chúng ta vẫn có thể hiểu được mà không cần cái gì đó quá là đặc biệt, đúng không ạ? Cho nên có chỗ nọ chỗ kia, và nhưng mà nếu mà chúng ta là người đi giảng dạy lại Kinh Thánh nữa thì đúng là cũng cần phải, đôi khi cần phải hiểu và cần phải giải nghĩa cả được cái đoạn, mà nó không phải là giống như không phải là quả táo nhìn là đã thấy liền, đã chín rồi chỉ cần lắc một cái là rơi, mà đôi khi cũng còn cần phải hiểu được cả những cái để và giải nghĩa một cách thuyết phục cả những điều đằng sau đó nữa. Bây giờ chúng ta xem một số ví dụ nhé. Xin nhờ cô anh rồi cô anh đi. Matthew chương 22 câu 34 đến câu 40. Xin mời. Cô có thể đọc giúp ạ. Sau đó Trung đọc giúp Matthew chương 28 câu 18 đến câu 20 nhé. Cô anh mở được chưa? Chưa bật mic à? Vâng, biết thầy ạ. Vâng, quên tôi không đọc bật mic ạ. Người Pharisee nghe nói về Đức Chúa Giêsu đã làm cho bọn Sadduce cứng miệng thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử ngài. Thưa thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Hai điều răn đó theo anh chị em có khó hiểu không? Ai nói, ai nghĩ rằng là hai điều răn đó chúng ta có thể hiểu được thì xin giơ tay ạ. Có khó hiểu không anh chị em? Hai cái điều răn đó. Dễ chú ạ, dễ thay ạ. Dễ hiểu đúng không? Đúng rồi, có cái khó chăng là khó gì? Tức là cụ thể là yêu Chúa hết lòng, hết sức, linh hồn, nhất trí khôn là như thế nào? Và thực hành cái điều đó như thế nào trong thời nay? Đúng không ạ? Yêu người lân cận như chính mình, thực hành cái điều đó như thế nào? Chứ còn nhìn chung thì hai cái điều đó là dễ hiểu, đúng không ạ? Không quá khó hiểu. Hoặc Trung đọc Matthew chương 28 đi. Bật micro Trung ơi. Alo, muốn xin nghe được không ạ? Rồi, nghe được rồi. Anh xin phép đọc. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chung ơi, cái đoạn này có khó hiểu không? Không, không ạ. Nhưng mà có làm rồi. Để có làm hay không thì chúng ta nói sau, đúng không? Nhưng mà để nói là khó hiểu thì gì? Tất nhiên là cũng sẽ lại phải phân tích một chút đấy. Chẳng hạn như là vậy là phải giảng cái điều gì, các bước làm sao, các sắc dân là như thế nào. Tất nhiên là cũng cần hiểu 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 đúng, hiểu đủ, hiểu sâu hơn. Thế nhưng mà nhìn chung là chúng ta cũng vẫn hiểu khá tốt. Anh chị em đồng ý không? Không có gì quá khó khăn để mà hiểu, tương đối hiểu cái đoạn Kinh Thánh này, được không ạ? Nhưng bây giờ đến đoạn này thì sao? Roma chương 16 câu 16a. Cái này có khó hiểu không? Cái này khó hiểu không Linh? Hay hiểu? Khó hiểu thế ạ? Khó hiểu. Sao khó hiểu?
À, hôn thẳng nha, cũng việc hôn thẳng nghĩa gì đấy. Không biết hôn thế nào là hôn thánh đúng không? Mình hôn vợ mình có được coi là hôn thánh hay không? Nào, theo anh chị em về vậy thì là hôn thánh là như thế nào? Có ai thử không? À, kiểu Hồi giáo đấy ạ. Liễm liễm giải thích như thế nào? À, theo cháu biết ấy, thì nó giống như kiểu là cái cách mà người Hồi giáo họ hay chào nhau ấy ạ. Đó là ôm sao là hôn vào má hai bên ấy ạ. Sao cháu hiểu gì là như vậy? Ok, đúng rồi. Nhưng mà thực ra thì tất nhiên là Kinh Thánh cái đoạn này Phaolô viết là trước khi có Hồi giáo. Cho nên là cũng không phải dựa trên thực hành của người Hồi giáo. Không, kiểu này dễ hình dung thôi ạ. Nói thế cho dễ hình dung. Đúng rồi, ví dụ thôi. Thế còn rõ ràng là để mà hiểu là hôn thánh như nào thì rõ ràng trong trường hợp này chúng ta lại phải truy lại đến gì? Phong tục của hội thánh thời kỳ đầu. Đúng không? Chứ còn không thể ngồi đây mà đoán được. Chúng ta nhìn thấy người Hồi giáo làm như vậy chúng ta đoán có khi là như vậy nhưng mà cũng chưa chắc. Tại vì Hồi giáo là có sau sách Tân Ước đến 600 năm cơ mà. Cho nên để mà biết một cách thật chính xác thì đúng là chúng ta phải truy lại với gì? Với phong tục của hội thánh thời kỳ đó. Và đúng rồi. Và trong trường hợp này thì đúng là anh chị em phải lật một số sách giải nghĩa Kinh Thánh thôi, hay là sách chú giải Kinh Thánh. Tức là trong đó người ta sẽ đưa ra được cái lời giải thích là chứ còn tôi làm sao tôi ngồi đây để mà tôi đoán được. Đúng không? Không thể đoán được. Ở trong trường hợp này thì đúng là phải tra cứu. Và thời nay thì có rất nhiều phương tiện như vậy để tra cứu. Ai mà biết tiếng Anh vào mạng là có thể tra cứu được rồi. Hoặc sách chú giải Kinh Thánh là có thể tra cứu được rồi. Đặc biệt những bạn trẻ mà biết tiếng Anh, các bạn ở trên mạng đó, đầy những trang web miễn phí mà tính học thuật cũng khá là cao, tức là độ tin cậy khá cao, để chúng ta có thể tra vào đó và biết cái điều đó có nghĩa là như thế nào. Cho nên nếu ai trong số các bạn trẻ ở đây, mà kể cả người lớn tuổi, mà được sự kêu gọi là mục sư chăn bày hay là người giảng dạy Kinh Thánh, rất mong rằng chúng ta tiến thêm một bước để có thể tra cứu cả những cái tài liệu như vậy nữa. Tại vì nếu mà không có thì chúng ta thực sự giờ rất khó để đoán được, mà đoán nó có thể sai, đâu dám đoán được, đúng không? Chúng ta phải biết cụ thể nó là như thế nào. Và đúng là cái hôn thánh đó là cái hình thức mà ngày xưa những tín hữu đã chào nhau bằng cách gì, hay là bày tỏ cái sự thân thiện bằng cách là hôn vào má nhau. Giuđa đã hôn ai ấy nhỉ? Giuđa đã hôn Chúa Giêsu, đúng không? Như là bày tỏ sự thân thiện, tình bằng hữu. Tức là, nhưng mà lại qua cái đó để làm gì ạ? Để phản bội Chúa Giêsu. Chắc biết thêm cái chi tiết đó, chúng ta cũng thấy là lại càng hiểu thấy cái sự phản bội nó của Giuđa nó chua chát, đúng không? Và xấu xa đến mức nào? Đó, thì cái hôn thánh là như vậy. Rồi, thế câu nữa. Đây. Phục truyền chương 14 câu 21. Có ai hiểu là vì sao có cái này không? Vì ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Trời ngươi, ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa của mẹ nó. Vì sao lại không được phép nấu thịt dê con trong sữa của mẹ nó? Và vì sao mà trong Kinh Thánh là có một cái mạng lệnh kiểu chả liên quan gì đến chúng ta ngày nay thế này? Hay là cái này chỉ dành cho người Do Thái mà không còn liên quan với chúng ta nữa? Vậy là chúng ta có thể bỏ không cần đọc đoạn này, có phải vậy không? Và nếu mà bỏ không đọc đoạn này, thế thì tại sao Kinh Thánh lại nói là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích? Mà khi mà Phaolô viết rằng là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Trời soi dẫn đó, là thực ra ông đang nói đến Cựu Ước đó. Bởi vì Tân Ước lúc bây giờ đã viết xong đâu. Cho nên ông đang ngụ ý là gì? Là Cựu Ước. Nè. Vâng, Nguyễn Thị Thu nói là đấy là một việc làm ác. Vì sao nó ác ạ? Nguyễn Thị Thu là ai ạ? Vì đấy là việc làm ác, vì sao nó ác? Dạ vâng em ạ. Vâng, vì sao nó ác em? Là nấu dê con với sữa của mẹ nó, vì sữa mẹ con thì đó là cái sự gắn kết rất là thiêng liêng. Dạ vâng, dê con với cả mẹ thì cũng là thiêng liêng rồi. Rồi bây giờ mình đã ăn thịt dê rồi lại còn dê con, cũng như là sữa của mẹ. Dòng sữa. Yeah. Cái dòng sữa là cái dòng sữa nuôi con dê con.
mà bây giờ mình thì con dê con của mẹ nó đã là rất là đau xót rồi, mẹ nó rất là đau xót rồi, giờ bây giờ mình lại lấy cả sữa sữa của mẹ nó nấu thì nó ăn, thì ở đây là Chúa là nhân từ. Nếu mà xét về cái mặt mặt tình yêu thương ấy, thì đấy là cái việc rất là ác. Rồi cảm ơn Thu đã chia sẻ suy nghĩ của mình. Có ai muốn phản hồi gì cho Thu không? Sữa là nguồn nuôi sống, mà bây giờ lại mang cái sữa để là cái nguồn chết để đun dê con ở trong đó thì nó hoàn toàn là kinh khủng, mà nó ngược với cái quy luật mà Chúa đã tạo ra cho nhân loại. Cảm ơn chú Thao. Là có ai có ý kiến phản hồi cho chú Thao với lại Thu không? Có ai có ý kiến khác không? Đồng ý à? Rồi Liễm đồng ý rồi. Tôi thử hỏi thử một thầy thông giáo và người Pharisee ở đây, có ai có thầy thông giáo người Pharisee ở đây? Thôi cứ hỏi đại chứ, đây không phải thầy thông giáo Pharisee, nhưng mà cứ hỏi đại một bạn trẻ xem sao. Ngân. Cháu đồng ý với ý kiến của chị Thu ạ. Đồng ý với ý kiến của Thu. Ok. Đức. Theo cháu thì cháu thấy là thực ra thì về cơ bản là nếu mà nghĩ đến cái hành động đấy thì nó đã cảm thấy nó ác rồi. Vì cái luật của Chúa cũng có nói một trong một cái điều răn là không được nếu mà hiểu bắt chim con ấy thì là phải bỏ chim mẹ ấy. Đấy có nghĩa là để chim mẹ nó sống rồi cái thứ đấy. Thì có nghĩa là đấy là có nghĩa là Chúa ngăn cấm Chúa cấm những cái điều ác. Và sữa dê mẹ là để nuôi con ấy. Đấy thực ra là nghĩ tới thì nó ác thì là có nghĩa là mình nghĩ là cái điều ác thì Chúa sẽ cấm, còn thực ra để nói như mục sư nữa thì cháu nghĩ là nó cũng có khía cạnh mang tính tôn giáo hay là cái phong tục ấy. Mình cần phải hiểu cái phong tục người Do Thái ngăn cấm cái gì để mà mình phân tích nó mang tính gọi là nó cụ thể hơn, hay là nó liên quan đến cái văn hóa hơn. Cảm ơn Đức đã trình bày cái suy nghĩ khá là thấu đáo. Tôi nghĩ vậy, tức là phần đa các bạn Liễm rồi Ngân với lại Thu đều đã đọc và tương đối đồng cảm với cái phân đoạn đó, và nghĩ đến liên tưởng đến cái hành động đó và thấy rằng nó ác quá. Và tất cả chúng ta đọc đều có thể có cái sự đồng cảm như vậy. Nhưng mà đúng là để biết một cách thấu đáo hơn là vì sao lại có một cái điều răn như thế, thì Đức đã nói rất đúng đó, cái cách nghĩ đúng đó. Đó là lại phải truy lại xem cái văn hóa thời đó, cái bối cảnh thời đó nó như thế nào để mà lại có một điều răn như vậy. Và nếu mà chịu khó tìm tòi một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng những dân ngoại thời đó thờ các thần tượng, và một trong những nghi thức của họ, cái này thì không thể ngồi nghĩ ra được, cái này thì phải tra thôi. Tức là phải tìm hiểu thôi, chứ còn không thể ngồi mà đoán ra được. Là một trong cái nghi thức thờ tà thần của họ, đó là họ làm cái hình thức như thế, nấu sữa, nấu dê con trong sữa của mẹ nó. Và ở đây Chúa bảo các con không được làm theo cái thói của dân ngoại như thế. Chắc là cái thêm một cái thông tin như vậy nó cũng soi sáng vào chúng ta hơn, đúng không? Trong cách cái hiểu của cái đoạn này. Đồng ý không ạ? Đó. Thì mà cũng cảm ơn Chúa là hai cái đoạn vừa rồi, hôn thánh với lại nấu sữa của chim con ấy, nhìn chung nó không quá ảnh hưởng đến, mặc dù tôi nghĩ rằng nó vẫn có cái áp dụng tốt đấy, ngày mai chúng ta sẽ nói sau về cái phần áp dụng. Thế nhưng mà nó cũng không quá gì ảnh hưởng trầm trọng. Thế nhưng mà có một số chỗ khi mà chúng ta hiểu không đúng, nó sẽ dẫn tới cái áp dụng mà sai một cách trầm trọng. Một lần nữa lại ngày mai tôi sẽ trình bày về cái vấn đề này, để nhấn mạnh là cần phải giải nghĩa, được quan sát tốt này, và sau đó giải nghĩa đúng là như thế. Thì có mấy cái nguyên tắc như sau. Thứ nhất là không cưỡng giải Kinh Thánh. Thế nào gọi là cưỡng giải Kinh Thánh? Tức là ép Kinh Thánh theo cái cách hiểu của chúng ta. Ép Kinh Thánh theo cách hiểu của chúng ta. Đôi khi chúng ta có suy nghĩ về một vấn đề nào đó rồi, thế và sau đó chúng ta làm gì đấy nhỉ? Tại vì phải có Kinh Thánh chứ, nó mới thuyết phục chứ. Thế và chúng ta tìm một cái câu Kinh Thánh nào đó để chúng ta minh họa cho cái điều chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà cái câu Kinh Thánh đó hoàn toàn có thể không phải là cái ý của chúng ta. Và nếu mà chúng ta vẫn cứ
lấy cái câu đó và nói rằng câu đó có nghĩa như vậy là chúng ta đang cưỡng giải Kinh Thánh. Tức là chúng ta đặt cái ý của chúng ta trên cái ý của Kinh Thánh. Trong khi đó chúng ta phải ngược lại mới đúng. Tức là tư tưởng của Kinh Thánh phải tác động và thay đổi trên tư tưởng của chúng ta, chứ không phải là ngược lại. Đúng không ạ? Dạ. Và thú thật với anh chị em là thực ra thì một cái phản xạ rất tự nhiên của con người là khi mà chúng ta có một cái quan điểm, cái suy nghĩ nào đó, thì chúng ta như là người tin Chúa đó, chúng ta cũng rất là dễ có một cái phản xạ tự nhiên, chúng ta liên tưởng đến Kinh Thánh, mà có chỗ Kinh Thánh là như vậy không nhỉ? Có chỗ Kinh Thánh nào không nhỉ? Thế mà chúng ta đấy, có cái chỗ này đấy, có chỗ này đấy. Thế và chúng ta mới, và chúng ta hiểu cái chỗ Kinh Thánh đó theo cái cách, theo cái quan điểm của chúng ta. Tôi nghĩ rằng một cái phản xạ tự nhiên là chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng một cái thái độ trung thành lúc bây giờ lại là đúng là chúng ta đang nghĩ là có vẻ như nó có liên quan đó. Nhưng mà bình tĩnh đã, từ từ đã này. Để hiểu đúng cái, tạm gác cái tư tưởng của chúng ta đó, để lại đó. Và đọc và quan sát nhớ, một cách khách quan cái đoạn Kinh Thánh đó. Và xem đúng là cái đoạn Kinh Thánh này có nói cái điều mà chúng ta tưởng hay không. Và nếu như đọc, quan sát và thấy rằng không phải thế rồi, mình tưởng vậy chứ hóa ra không phải vậy, thì lúc bây giờ ai phải thay đổi ạ? Chúng ta phải thay đổi, chứ không phải cái đoạn Kinh Thánh ta thay đổi. Hoặc là chúng ta sẽ phải thành thật mà nói rằng ý tôi nghĩ thế này, chứ đừng nói rằng là Kinh Thánh nói thế này. Và thực ra thì cái đấy là cái điều mà người giảng đạo cũng rất dễ hay mắc phải. Đôi khi chúng ta đọc một đoạn Kinh Thánh chỉ để gì là trang điểm cho cái quan điểm của chúng ta thôi. Chứ còn nếu mà hiểu vào cái đoạn đó thì nó lại không phải là có nghĩa như là chúng ta đang hiểu. Ngày mai chúng ta sẽ còn thêm cái ví dụ về cái điều này, đặc biệt là khi chúng ta chọn theo lối giảng chủ đề đó. Ngày mai tôi sẽ lại phân tích một lần nữa về giảng chủ đề với lại giảng giải kinh. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn giảng theo lối giảng chủ đề là chúng ta rất dễ mắc phải, không phải lúc nào cũng mắc, nhưng mà rất dễ mắc phải, vô tình hay cố ý mắc phải cái được gọi là cưỡng giải Kinh Thánh, tức là chúng ta ép ý của chúng ta trên ý của Kinh Thánh. Trong khi đó, cái đoạn Kinh Thánh đó, câu Kinh Thánh đó, trong cái đoạn ngữ cảnh gốc của nó, không hề có ý như là chúng ta đang nói. Cho nên, trong cái khâu giải nghĩa Kinh Thánh, anh chị em, chúng ta, nguyên tắc đầu tiên, không được cưỡng giải Kinh Thánh, không được lấy ý mình ép vào ý của Kinh Thánh. Cho nên, lấy Kinh Thánh, giải nghĩa Kinh Thánh, là rất quan trọng. Việc nắm được câu chuyện chung cũng như là nắm cái giáo lý lành mạnh chung là rất hữu ích đó, để cho chúng ta không bị sai trầm trọng trong việc giải nghĩa Kinh Thánh, không bị sai trầm trọng trong việc giải nghĩa Kinh Thánh. Đó là khi chúng ta biết cái sự dạy dỗ chung của Kinh Thánh, biết cái sự dạy dỗ chung chính thống mà nhìn chung đã được Hội Thánh công nhận. Khi chúng ta nắm được cái điều đó đó, thì chúng ta nó cũng sẽ giống như cái hàng rào vậy, nó giúp cho chúng ta không bị quá sai lạc. Tôi có thể lấy ví dụ này giống như cái bộ môn gọi là thần học hệ thống đó, hay là giáo lý, hay là thần học hệ thống đó. Nó giống như cái hàng rào này này, nó giúp cho chúng ta cái việc giải nghĩa Kinh Thánh của chúng ta nó không bị đi quá khuôn khổ. Tất nhiên ở đây nó rất là nhạy cảm, khó để trình bày một cách rõ, nhưng mà khi mà chúng ta có một cái giáo lý nền tảng tốt thì nó giữ cho chúng ta không bị quá sa đà. Mặc dù đúng là đôi khi nói thế cũng chưa hẳn đã đúng là cái điều mà đoạn Kinh Thánh đó nói, nhưng mà ít nhất thì chúng ta không đưa ra những cái cách giải nghĩa mà đi ngược lại với sự dạy dỗ chung của Kinh Thánh. Vì vậy cho nên cái việc giáo lý cơ bản cũng là vô cùng quan trọng cho cái người giảng dạy Kinh Thánh. Chắc giáo lý căn bản cũng rất là quan trọng. Và cho nên mấy nguyên tắc không cưỡng giải Kinh Thánh, dùng Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh, giải nghĩa trong cái bối cảnh chắc về giáo lý và thần học hệ thống. Đọc Kinh Thánh trong bối cảnh, ngày mai sẽ lại còn phân tích thêm cái điều này. Đọc Kinh Thánh trong bối cảnh cũng là rất quan trọng. Trước, sau, sách đó là sách nào, ai viết, viết trong cái hoàn cảnh nào, đặt Kinh Thánh trong đúng bối cảnh và ngữ cảnh của nó. Và một nguyên tắc nữa đó là
lưu ý đến thể loại văn của phân đoạn Kinh Thánh. Thể loại văn của phân đoạn Kinh Thánh. Tại sao lại điều này lại quan trọng? Tại vì thế này, Kinh Thánh thực ra là tập hợp của 66 sách. Và 66 sách đó được viết trong nhiều thể loại khác nhau. Có thể loại là văn tường thuật, tức là văn kể chuyện. Sách ECT chẳng hạn là kể chuyện. Nehemi chẳng hạn là tường thuật. Nhưng mà có thể loại là theo thể thi ca, thơ ca. Sách truyền đạo chẳng hạn theo thể đó. Rất nhiều sách tiên tri là theo thể thơ. Có thể loại lại theo thể tiên tri, mặc khải, như sách Khải Huyền chẳng hạn, sách Đa Nhiên chẳng hạn, sách Ê-xê-chiên chẳng hạn. Có thể loại, có phần thì lại theo thể loại thư tín. Các thư tín chúng ta biết rõ rồi. Tức là theo kiểu luận, nghị luận, hả? Trình bày ý tưởng và nghị luận và viết ra và đưa ra những cái lý do để chứng minh cái ý tưởng đó. Lại có cái lại được viết theo thể loại dưới sách Phúc Âm chẳng hạn, các sách Tin Lành là một cái thể loại riêng. Và mỗi một thể loại nó đòi hỏi một cái cách hiểu khác nhau. Sẽ là sai lầm trầm trọng nếu như chúng ta giải thích theo nghĩa bóng cái mà người viết đang nói theo nghĩa đen. Và ngược lại cũng sẽ lại sai lầm trầm trọng nếu như chúng ta hiểu theo nghĩa đen cái mà người viết đang nói theo nghĩa gì? Theo nghĩa bóng. Đó. Cho nên nắm được thể loại của cái sách đó trong Kinh Thánh cũng vô cùng quan trọng trong cái việc giải nghĩa của chúng ta. Bây giờ là 5 giờ rồi, cho nên chắc là chúng ta sẽ đưa cái phần giải thích vào ngày mai. Cảm ơn anh chị em đã tham dự học ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin nhờ một người nói lời cầu nguyện và sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Anh chị em có câu hỏi gì cũng cứ viết ra nhé. Ngày mai chúng ta sẽ có cái phần...